đang xịt rửa đường và xe cho sạch. Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Sau những ngày mưa lũ lớn tại Huế thì sáng hôm nay, bây giờ 6:30 sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020, thì tình hình ở Huế, bà con chợ Đông Ba đã trở lại cuộc sống chưa? Như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video bên cập nhật đôi nét về sáng hôm nay sau cái lũ lụt. Đây là mực nước sông Cửu ở vị trí cầu Phú Cam, nước xuống cũng khá sâu, chắc bây giờ ở mức báo động 1. Bên kia đường Phan Đình Phùng và ở đây đường Phan Chu Trinh cũng đã khô ráo, tuy nhiên còn một cái lượng bùn rất là lớn. Ngoài kia trên công viên Lý Tự Trọng, bà con đã trở lại giải trí buổi sáng, thể dục thể thao luôn, đó là chơi đánh bi sắt, chơi bùn trên công viên. Nhìn ra ngoài sông Hương, ở cái vị trí đầu cái cầu gỗ lim trên phía thượng nguồn, ngoài kia cầu gỗ lim chúng ta thấy đã bày được cái lăng can khoảng hơn 10 phân. Đằng kia thì cái cầu mới, cầu Phú Xuân, ở bên dưới mực nước giờ có thể thông thuyền được rồi. Tuy nhiên bây giờ đập đá vẫn còn bị chặn, thưa quý vị và các bạn, vẫn còn bị phong tỏa không cho qua vì chưa rút hết. Bùn bên trên dốc đập đá rất là nhiều luôn. Hai bên đập đá mực nước vẫn còn chênh nhau rất là cao, khoảng 50 phân, và nước chảy xiết. Cái chiều sâu ngập tại đập đá bây giờ phải khoảng 30 cm, thưa các bạn. Chung quanh các cái thành trắng của cái khu vực khách sạn Hương Giang còn bị rạc rất là nhiều, thì chặn lại phải đến theo bên nghỉ tối nay hoặc sáng mai đập đá mới có thể đi được. Bên kia là thôn Vị Già và bên này phường Phú Hội, thành phố Huế đang bị chia cắt, cũng như cầu mới, cầu Trường Tiền bây giờ thông thoáng hơn, tàu thuyền có thể đi lại được và nước sông Hương cũng nhẹ nhàng hơn, đã dịu bớt cơn giận như những ngày trước rồi, thưa quý vị và các bạn. Nhìn lên thượng nguồn phía sông Hương, ở cái vị trí cầu Trường Tiền bên cạnh cây phượng trống, cây phượng huyền thoại, đằng kia là cây phượng huyền thoại, cây phượng trống. Bởi vì Huế có đến hai cái phường rất đẹp. Cái phường này thì trông như là phải nam, còn cái phường ở gần cầu Giả Viên thì trông như phải nữ, cho nên đặt là cái phường trọng, cái phường mái. Nhiều người gọi đó là cái phường huyền thoại nữa. Đó cũng có nhiều cái tên. Bên trên cầu Giả Viên, vì cái địa thế nó cao và cầu cũng được xây cao trên cái tuyến đường giao thông Bắc Nam cũng khá trọng điểm, cho nên chia không bị ảnh hưởng bởi cái đợt lụt này. Lụt nó không tới, thưa quý vị và các bạn. Cái khu vực thường họp chờ trong những ngày lụt lụt trên đường Trấn Đạo trước siêu thị Copmark bây giờ vắng bà con rồi. Bà con bây giờ trở lại vị trí, khởi động lại cuộc sống như thường ngày. Tuy nhiên cái khu vực này còn rất nhiều là rác. Kết quả của những ngày họp chợ vẫn chưa được dọn dẹp. Thường là cái con đường bên cạnh siêu thị Copmark không có họp chợ, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định, cho nên chúng ta thấy bà con vẫn tận dụng cái khu vực này để họp chợ cùng với trên đường Trương Dương.
chúng ta vừa nhìn lên siêu thị Cóc Mắc. Nhiều bà con tái khởi động lại cuộc sống. Tuy nhiên với cái cường độ, mức độ chưa nhiều, cái độ bình thường bây giờ tầm khoảng được một nửa thôi, khoảng 50% thôi, chưa được. Đây là phía sau đường Trương Dương. Quay về phía này, cầu Trường Tiền. Nhiều hàng hóa đã được thông bởi vì xe đã đi lại được. Quốc lộ 1 đoạn qua Huế bây giờ thì khô ráo rồi, thông xe được bình thường rồi. Bán bánh. Bây giờ là buổi sáng, 6:30 sáng, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta đang đi phía sau chợ Đông Ba, trên đường Trương Dương, vòng quanh chợ. Nhiều hàng hóa bên trong chợ được đưa ra ngoài này bán tạm thôi. Vì bên trong chợ chúng ta thấy nhiều cái cửa hàng đang bị rào, đang được che. Để chúng ta nhìn vào bên trong chợ, bà con đang còn dọn dẹp, đang còn quét rửa. Cái khu vực hàng ăn không kém nhộn nhịp so với bình thường, có lẽ vì một phần còn sớm và một phần bà con sau nhiều ngày lụt lụt không buôn bán, bây giờ chưa tái khởi động lại. Một cái hàng tôm rất là ngon, cá nữa. Ta đi vào bên trong chờ một chút, cửa dường như mới được mở, nhiều hàng hóa bây giờ mới được xoàng ra. Nhìn xa xa kia còn có nhiều cái cửa hàng còn đóng cửa. Chờ Đông Ba năm nay có bị lũ không chị? Có lũ lắm hả? Như chỗ này lũ ngang mô, ngang đầu gối luôn hả? Dạ. Có bị ướt hư đồ đạc không anh? Ồ, có lắm hả? Dạ, hàng thực phẩm chắc thiệt hại nhiều anh ha.
À, hôm qua ban trực từ dọn sạch sẽ như thế này rồi đó ha. Đúng rồi. Dạ. Dọn trực chung đến. Dạ. Như vậy là hôm qua đã bán chưa anh? Chưa. Chưa hả? Hôm qua là hôm qua còn có sạch tí. À. Giờ là ngày đầu tiên bán sau khi luộc đó ha. Chui hang chui hỏa. Dạ, chui hang chui hỏa làm mới lại để bán cho bà con, cung cấp cho bà con. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thăm cái đường Trương Dương này để hết đường luôn. Ồ, sao lục mà rất là nhiều chuối luôn. Xe xích lô nước đá. Phần lớn là các nhu yếu phẩm thiết yếu, thức ăn thì hoạt động trở lại nhanh. Còn các phụ phẩm mặt hàng khác không thiết yếu cho cái hơi thở sự sống thì trở lại hoạt động chậm hơn. Bên kia hàng gạo. Chờ hàng gà của ó bị lũ không ó? À, hỏi thăm hàng gà của ó có bị lũ không? Không bị lũ à? Dạ. Ồ, máy chưa? Dạ. Cái hàng gà mà bị lũ là mất nhiều lắm ó ha. Dạ. Dạ, cảm ơn ó. Dạ. Cái hàng gà của ó ở gần cầu Giá Hội cho nên chị ó nổi cao, không bị lũ. Đây là hàng gà của chú luôn hả? Dạ. Dạ. Chú có bị thiệt hại chứ không? Không. Dạ không à? Dạ. Ồ, ngang gì nữa con cờ 20 phân nữa. Dạ, rồi nhà có lụt không chú? Nhà thì lụt. Nhà thì lụt hả? Ồ, nhà ngang đâu gũi luôn à? Cẩm Thanh á, thấp á. Dạ, chú ở đường mố ạ? Mố Đức Kế. À, Ngô Đức Kế, dạ, thấp hả? Mố Đức Kế, để sinh tồn. Rồi mình thiệt hại có nhiều không? Thiệt hại không. À, không nhiều hả? Chỉ trôn đô rồi là thôi đó hả? Chỉ có cực chú ha. Cực. Bây giờ được thoát hay chứ chú? À dạ, cảm ơn chú. Dạ. Ở đây cái chỗ gửi xe ngay ngã ba sông. Lượng buôn cũng khá nhiều, bây giờ được đẩy về một bên. Hôm qua đây buôn gì làm ha? Dạ. Ở bao ai bao? Xe ủi à. Tức là mình phù với các cái cơ quan dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đó. Dạ. Yeah. Rồi mình có trả phí không ạ? Dạ. Mình làm thì mình trả cổng cho thôi chứ gì đó. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Anh có chùi với đây để chùi với xe không? À, chùi với xe đâu kia. Chứ còn cái lượng buôn còn lại nữa mình sẽ làm chi ạ? Mình hất xuống sông hết á. Để chấp ra mấy người họ xin về trong cây họ. À, chờ tận dụng mấy cái buôn nữa mà trong cây là tốt lắm ha. Dạ. Nắm mô sống lục sống họ tới chờ hết. Dạ. Dạ mấy nữa họ mà trong cây họ về đổ sướng lắm chứ. Tức là ba con tới dành nhau về trong cây. Dạ. Em coi là dạ. Ba người tới xin rồi đó. Dạ. Để thả hồ mà chờ. Tới bạn luôn. Dạ, dạ. Tại dạ, đấy xe tải tại chợ luôn được hết. Để có đường đi không? Xe tải có đường vô không? Được. À, được. Có xe nó đi vô tư. Dạ, dạ. Đây là đường Bạch Đằng. Mặt đường còn rất là nhiều buồn chưa được dọn dẹp. Và càng xa thì thấy càng nhiều buồn. Ngoài kia là sông Đông Ba, bây giờ nước rút. Hai bên đường cả Bạch Đằng và cả Huỳnh Thúc Kháng cũng đã khô ráo. Nhìn xa xa kia không còn nước nữa. Tuy nhiên sản phẩm sau khi lũ lụt ra đi tặng lại cho bà con một cái lượng buôn khá lớn. Mình không nói là rất lớn, so với mọi năm thì
lụt năm nay buồn không nhiều. Bên nhớ trước đây có những nơi buồn phải lụt lên tới đầu gối trên cái đoạn đường này. Có vẻ như là cái chỗ này, cái đoạn này, cả cái xe môi trường người ta đã ủi buồn đi bớt rồi. Xa xa kia người ta đang xịt đường cho nó sạch, thưa các bạn. Đây là đường Huỳnh Thúc Kháng. Bà con đã tranh thủ thư giãn, xả hơi, uống cà phê buổi sáng. Có nhiều người liên tục các ngày trong lũ lụt phải dọn dẹp, phải chống chọi, phải mưu sinh, phải kiếm cơm, kiếm gạo. Chùa Diệu Đế, nhìn vào bên trong sân thì cũng thấy khô ráo sạch sẽ. Đoạn này còn một cái lượng buồn rất là dài. Và chỗ này trước chùa Thuận Hóa, bà con đang dọn dẹp, các sư cô cùng dọn dẹp luôn. Đang xịt rửa đường và xe cho sạch. Mực nước sông Đông Ba, bên cạnh đường Bạch Đằng, bên kia đường Huỳnh Thúc Kháng. Đoạn này là phía trước nhà của một nhà hảo tâm, kênh YouTube nhóm thiện nguyện Huế cũng như là Huế Việt Nam ngày nay. Nhìn trời bây giờ dường như ánh quang trở lại. Hy vọng từ đây Huế được nhìn thấy ánh quang thường xuyên, không bị mưa gió bão bùng u tối như những ngày vừa qua. Chúc cho Huế cũng như bà con muôn nơi được mọi sự tốt đẹp, bình an. Và như vậy thì ta thấy trong thành phố Huế, với cái ước lượng mức nước như hiện nay thì nước cũng đã rút nhiều. Chỉ còn một số vùng thấp đặc biệt trong thành phố thì có lẽ còn bị nước trên đường. Theo mình nghĩ các vùng quê thì đến thời điểm này nước cũng còn nhiều, thưa các bạn. Ví dụ như ở cái vùng quê, nhà của bên ở quê thì nước đang còn ngấp nghẽ ở sân, chưa ra khỏi cửa ngõ, đang xuống chậm. Tuy nhiên cũng rất là lo, theo dự báo thời tiết thì trong những ngày tới còn ảnh hưởng bởi cơn bão số 7 và thậm chí số 8 đang hình thành trên biển Đông. Hy vọng Huế sẽ qua cái cơn hoạn nạn, cái đợt giông tố bão bùng này, và cả cái cơn bão khác cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến các nơi khác. Mong cho cuộc sống bà con trên mọi miền được bình yên, được hưởng những cái giá trị cuộc sống tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn về thăm Huế, cập nhật tình hình mưa lũ cái ngày 14 tháng 10 năm 2020 lúc từ khoảng 6:30 cho đến 7:00 như thế này, hơn 7:00 một chút. Mình chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Quý vị và các bạn không quên góp ý, bình luận, like cũng như bấm đăng ký rung chuông để theo dõi các rô về Việt Nam ngày nay cập nhật tải lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các rô tiếp theo. Trân trọng.